Đây là chiếc máy EHM2009DL, hôm nay là mình đang test chiếc máy này để gửi về cho anh khách. Hôm qua thì ở chỗ anh khách mất điện nên là anh khách rất là căng thẳng và yêu cầu với mình chuyển nhanh, không là nóng cũng chịu được. Rồi đây là chiếc máy mất điện EHM2009DL củ phát Nhật nha các bạn nhá. Các bạn lưu ý này, EHM có hai phiên bản, củ phát Nhật và củ phát thường. Củ phát Nhật thì sử dụng động cơ Honda GX160 Thái Lan và củ phát của Nhật. Thì đây các bạn thể thấy được này, củ phát của nó là củ phát Sawaguchi. Đây. Số series máy đây. Em này thì công suất của nó là 2,6 kW nhá các bạn nhá. Tem thông số này không đúng không nhá, tem này. Các bạn phải nhìn cái tem này, tem củ phát này mới chuẩn này. Sawaguchi này. Đây, đấy. Rồi, bởi vì em này sử dụng chung khung sườn với cả em củ phát thường nên là người ta không bỏ cái tem này đi. Nhưng mà thực tế ra cái con củ phát Nhật này thì cái tem thông số chuẩn nó sẽ thể hiện ở trên củ phát 2,6 kVA. Củ phát là Sawaguchi, mã củ phát là XB2006. Củ phát Nhật này đang được sử dụng trên Elemax rất là nhiều. Rồi, ok, test thử luôn. Máy Honda cực kỳ dễ nổ luôn nhá. Nên là anh em cứ thế là sử dụng thôi. Khi mà các bạn test nổ thì lưu ý chỉ đổ nhớt thôi, đổ nhớt châm xăng. Đối với dòng máy phát điện xăng thì anh em lưu ý là khi mà chúng ta đổ nhớt thì các bạn chỉ đổ bằng miệng thôi nhá, để cân bằng và đổ bằng miệng. Đây nhá, ở đây nó sẽ có túi phụ kiện này, anh em lưu ý này. Của đơn vị công ty sản xuất lắp ráp Hồng Minh, phiếu bảo hành, đường, địa chỉ văn phòng rõ ràng nhá. Đây là đồ này, có một ổ cắm này, có hướng dẫn sử dụng luôn này bằng tiếng Việt này. Một cái phiếu hướng dẫn sử dụng này. Đây các bạn thấy nó đã có hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết ở đây rồi. Anh em cứ thế là sử dụng thôi. Đó. Xăng là ok. Đây các bạn lưu ý nhá. Đấy, đổ bằng miệng này. Đổ bằng miệng là ok. Rồi, 550. Khoảng 550 các bạn ạ. Đúng rồi. Thì mua ca nào mà có mồm ấy nhỉ? Mồm chắc chứ. Chứ này rớt dãi hết. Quý ơi đừng ga nhá, át tiếng máy phát điện của anh. Khay bảo ấy, máy phát điện chạy nổ như máy cưa. Bao tải cái cho nó máu. Máy này, dây giận nứt. Dây. Thôi chỉ hết được à?